409. Chuyện vua Dalada Dama. Tiền thân Dalada Dama. Chính con khuôn vác tự ngày xanh, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại rừng gosita cù sư La, gần Kosambi, kiều thượng di về Bát đa Vatika, con voi cái của vua Udena. Bấy giờ cách con voi này được trang điểm vàng ngọc và dòng họ vua Udena sẽ xuất hiện trong tiền thân Matanga số 497. Một hôm, con voi này ra ngoại thành sáng sớm gặp Đức Phật được thánh chúng vây quanh. Trong vẻ oai nghi tối thượng của một bậc giác ngộ đang vào thành khất thực, nó quỳ xuống chân Đức Như Lai, than khóc và cầu khẩn ngài bạch thế tôn bậc toàn chi kiến vị cứu khổ toàn thế giới khi con còn trẻ và có khả năng làm việc vua udena một vị minh quân đã thương yêu con và bảo đời sống của ta cùng vương quốc và hoàng hậu đều nhờ nó tất cả dù ngài ban cho con đại vinh hiển bằng cách trang điểm mọi thứ vàng ngọc Ngài truyền chát chuồng voi với đất trộn hương liệu. Treo các đồ vật có màu sắc rực rỡ chung quanh. Tháp đèn với sầu thơm, đặt đĩa trầm sông tại đó. Ngài lại truyền đặt một chậu bằng vàng tại chỗ con đại tiện. Cho con đứng trên thả màu và cho con ăn toàn cao lương thượng vị của vua. Nay con đã già và không làm việc được nữa nên ngài tước bỏ mọi đặc ân ấy con sống bơ vơ khốn khổ không ai bảo vệ chăm sóc chỉ ăn toàn quả ketaka trong rừng con chẳng có nơi nương tựa nào nữa xin thế tôn nói cho vua udena nghĩ lại các công đức của con và phục hồi mọi vinh quang cũ cho con bậc đạo sư bảo con hãy đi về rồi ta sẽ nói với vua phục hồi mọi vinh quang cũ cho con. Sau đó, Ngài đi đến cửa Hoàng Cung. Vua mời Đức Phật vào, thết đãi trọng thể tất cả hội chúng theo hầu Đức Phật. Khi buổi thọ thực đã xong, Bậc Đạo Sư nói lời tùy hỷ công đức và hỏi, Thưa Đại Vương, con voi Bát Đa Vatica đâu rồi? Bạch Thế Tôn chẫm không biết. Thưa Đại Vương, sau khi ban vinh hiển cho đám nô tỳ, Ngài tước bỏ mọi ân huệ lúc chúng già là không phải đạo. Vậy, cần tỏ lòng biết ân chúng. Bát Đa Vatica nay đã già, mòn mỏi vì tuổi tác, và không được ai bảo vệ, chỉ sống bằng trái cây Ketaka trong rừng. Đại Vương để cho nó bơ vơ như vậy, lúc giả yếu là không hợp lý. Rồi kể các công đức của con voi Bát Đa Vatica. Ngài bảo, Đại vương hãy phục hồi mọi vinh quang cũ của nó. Xong Ngài ra đi. Vua làm theo lời Ngài. Cả kinh thành truyền tin rằng, Vinh quang cũ của con voi đã được phục hồi nhờ Đức Phật kể lại mọi công đức của nó việc này được tăng chúng biết và chư vị bàn luận trong lúc hội họp bậc đạo sư bước vào và khi nghe đây là đề tài của các vị ngài bảo này các tỷ kheo đây không phải lần đầu như lai làm cho nó được phục hồi mọi vinh quang cũ bằng cách kể các công đức của nó rồi ngài kể câu chuyện đời xưa ngày xưa có một vị vua mệnh danh đan la đa ma cai trị tại ba la nại thời ấy bồ tát thọ xanh vào gia đình một đại thần khi lớn lên ngài phục vụ nhà vua ngài được vua ban nhiều vinh hiển và đứng địa vị một quan đại thần quan trọng nhất trong triều vua có một con voi cái rất dũng mãnh lực lưỡng nó đi một trăm dặm một ngày là mọi phận sự sứ thần của vua. Khi ra trận, nó chiến đấu oanh liệt, dẫm nát quân thù. Vua bảo, con voi này thật hữu ích đối với ta. Rồi vua ban cho nó mọi thứ trang điểm và vinh quang, giống như vua Udena ban cho Bada Vatika ngày nay. Sau đó, khi nó xả yếu, vua tước hết mọi đặc ân trên. Từ đó, nó không được ai bảo vệ và chỉ sống bằng các thứ cỏ lá trong rừng. Một hôm, các loại đồ gốm xứ trong cung vua không đủ dùng. Vua truyền thợ gốm lại và phán, đồ gốm không đủ dùng. Tâu đại vương, tiểu thần không có bò kéo xe để mang phân bò về nung đất sét. Vua nghe chuyện, liền phán, con voi cái của ta đâu rồi? tâu đại vương nó đang phiêu bạt tùy ý vua bảo đem nó cho người thợ gốm từ nay ngươi buộc nó vào xe rồi đưa đi trở phân người thợ gốm đáp tâu đại vương tốt quá rồi gã làm theo lời dặn một hôm ra ngoại thành voi cái chợt thấy bồ tát đi đến liền quỳ xuống chân ngài vừa than khóc vừa nói thưa tể tướng thời con còn trẻ đức vua xem con rất hữu dụng và ban con đại vinh hiển nay con già yếu ngài tước bỏ mọi đặc ân và không còn nghĩ đến con nữa con không được ai bảo vệ và chỉ sống bằng cỏ lá trong rừng gặp cảnh khốn cùng thế này ngài lại đem con cho người thợ gốm buộc vào xe chở phân trừ tể tướng ra con không còn nơi nương tựa nào cả. Chính tể tướng đã biết mọi công lao con phục vụ đức vua. Xin ngài cho con được phục hồi mọi vinh hiển đã mất. Rồi voi cái ngâm ba vần kệ. Một, chính con khuân vác tự ngày xanh. Như vậy đức vua đã thỏa tình. Vũ khí con mang đầy trước ngực. Sông pha chiến trận bước Hùng Anh. 2. Con đã lập nên lắm chiến công, Đức vua sờ hẳn có quên chăng, Bao lần phục vụ nhiều công trạng, Như đã định cho các sứ thần. 3. Nay con cô độc quá bơ vơ, Chắc chắn mạng chung đã đến giờ, Phục vụ cho nhà người thợ gốm, Con đành làm vật kéo phân dơ bồ tát nghe chuyện liền an ủi nó và bảo thôi đừng buồn khổ nữa ta sẽ đi trình đức vua và phục hồi vinh dự cho con vì thế khi vào thành ngài đi đến chầu vua sau buổi điểm tâm và bắt đầu câu chuyện ngài bảo tâu đại vương có phải con voi cái mang tên kia đã ra trận chiến tại những nơi nọ với các vũ khí buộc đầy ngực. Rồi ngày khác, nó lại mang quốc thư ở cổ đi cả trăm dặm làm sứ giả cho đại vương. Và đại vương ban cho nó nhiều vinh hiển trăng. Nay nó đâu rồi? Chấm đã sao nó cho người thợ gốm chở phân bò. Bồ Tát liền đáp. Có hợp đạo lý chăng, tâu đại vương, khi giao nó cho người thợ gốm buộc vào xe chở phân. Rồi để khuyến giáo, ngài ngâm bốn phần kệ. 4. Do ích kỷ tham vọng cá nhân, người ta ban phát mọi vinh quang như ngài đối với con voi nọ ném bỏ như nô lệ yếu tàn. 5. Khi người quên hết các huân công, thiện sự ngày xưa hưởng trọn phần Mọi việc mà lòng đang dự tính, ngày sau chắc hẳn phải suy vong. 6. Khi người ghi nhớ các công ơn, thiện sự ngày xưa hưởng trọn phần, mọi việc mà lòng đang dự tính, ngày sau chắc hẳn sẽ thành công. 7. Ta nói điều chân lý trọn lành, cho thần dân tụ tập chung quanh phải luôn ghi nhớ công ơn cũ thiên giới dành phần sống hiển vinh với lời khởi đầu này bồ tát giáo hóa toàn thể dân chúng đang tụ tập ở đó nghe vậy vua ban cho con voi già mọi hiển vinh cũ và về sau được an chú vào lời dạy của bồ tát vua bố thí cùng thực hành nhiều thiện sự khác nên được sinh lên thiên. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, voi cái là Bata Vatika, vua là Ananda. Vị đại thần chính là ta. 410. Chuyện voi con Soma Data. Tiền thân Soma Data bước sâu vào tận trong rừng, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một trưởng lão già cả. Chuyện kể rằng vị trưởng lão này truyền giới cho một sa di làm đệ tử, phụng sự vị ấy. Nhưng chẳng bao lâu lâm bệnh nặng qua đời. Trưởng lão đi quanh quần khóc than kêu gào vì cái chết của đệ tử thấy vậy, tăng chúng bắt đầu bàn tán trong chánh pháp đường. Này các hiền giả! Vị trưởng lão xa cả này cứ lang thang kêu khóc vì một sa di si chết. Chắc hẳn vị ấy đã quên pháp môn quán tưởng về mạng chung. Bậc đạo sư bước vào và khi nghe đề tài câu chuyện, ngài bảo, này các tỷ kheo, đây không phải lần đầu người này khóc người kia chết. Rồi ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là Sắc Ca Thiên Chủ. Một bà La Môn giàu tiền của, trước sống ở Ba La Nại. Sau giã từ thế tục và trở thành ẩn sĩ khổ hạnh ở vùng Tuyết Sơn, nhặt củ quả rừng để ăn một hôm đi tìm quả rừng ông thấy một chú voi con liền đem về thảo am ông xem nó như thể con mình gọi tên nó là soma data nuôi nấng chăm sóc nó và cho nó ăn cỏ lá con voi lớn dần trở thành to lớn xong một hôm nó ăn quá nhiều nên phát bệnh vì bội thực vị khổ hạnh đem nó vào thảo am và đi tìm quả rừng xong trước khi ông trở về con voi đã chết khi đem về mớ quả vị khổ hạnh suy nghĩ các ngày khác con ta vẫn đón ta sao hôm nay không thấy con ta bị việc gì chăng thế là ông than khóc và ngâm vần kệ đầu một, bước sâu vào tận trong rừng, nó thường vẫn đến đón mừng ta ngay. Nhưng sao chẳng thấy hôm nay, voi con đi lạc chẳng hay lối về. Cùng với lời than khóc này, ông thấy con voi nằm cuối lối đi có mái che, liền ôm ngang cổ nó và ngâm vần kệ thứ hai, tiếc thương nó. Hai, chính voi vừa chết nằm kia như búp mang bị cắt lìa nát thân voi nằm dưới đất ngã lăn con voi ta đã lìa trần than ôi ngay lúc ấy sắc ca thiên chủ quan sát cõi trần suy nghĩ vị khổ hạnh này từ giã vợ con để tu hành nay lại than khóc con voi mà ông gọi là con ta muốn đến thức tỉnh ông và làm cho ông suy nghĩ lại. Vì thế, Ngài xuất hiện trước Thảo Am, đứng trên không và ngâm vần kệ thứ ba. Ba, sầu thương vật đã chết rồi, hỡi người khổ hạnh sống đời độc cư. Thoát dây tục lụy xuất ra, giờ đây phát bệnh, tâm tư buồn phiền. Nghe lời này, vị khổ hạnh ngâm vần kệ thứ tư. 4. Nếu người bầu bạn thú hiền, thưa ngài đế thích ở trên cõi trời, buồn phiền vì mất bạn chơi, tuôn dòng nước mắt sẽ vơi nỗi sầu. Thiên chủ Sắc Ca liền ngâm vần kệ khuyến giáo ông. 5. Người đời lắm kẻ ước ao, mỗi khi vật mất kêu gào tiếc thương. Thôi đừng khóc nữa, chí nhân thánh hiền vẫn bảo hoài công thôi mà. 6. Nếu nhờ nước mắt tuôn ra, chúng ta có thể vượt qua tử thần thì ta quyết phải hợp quần để mà cứu mọi vật thân nhất đời nghe lời thiên chủ nói. Vị khổ hạnh nghĩ lại và được an ủi, bèn lau nước mắt và ngâm các vần kệ cuối cùng, tán thán thiên chủ. 7. Ví như ngọn lửa sáng ngời, đổ thêm bơ sữa cháy hoài thật cao, được vòi nước lạnh tưới vào, ngài vừa dập tắt nỗi sầu của ta. 8 lòng ta nhức nhối xót xa vì tên sầu não xuyên qua kinh hoàng ngài đà chữa trị vết thương và ngài hồi phục đời thường cho ta chín mũi tên vừa được nhổ ra lòng ta tràn ngập an hòa vui tươi lắng nghe thiên chủ nhủ lời ta không còn phải chơi vơi khổ sầu các vần kệ này đã được ngâm ở tiền thân Miga Potaka số 372. Sau khi khuyến giáo vị khổ hạnh, Saka trở lại cõi của Ngài. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, voi con là sa di vị khổ hạnh là trường lão già cả này và sắc thiên chủ chính là ta. 411. Chuyện Vua Susima Tiền thân Susima Tóc ta đen nhánh từ ngày xưa, vân vân Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về đại sự xuất thế. Tăng chúng lúc ấy đang ngồi trong chánh pháp đường, tán thán đại sự xuất thế của Đức Phật khi thấy đây là chủ đề của các vị ngài bảo này các tỷ kheo không lạ gì ngày nay ta lại làm đại sự xuất thế và giã từ thế tục khi ta đã thực hành các công hạnh viên mãn ba la mật trong hàng trăm ngàn kiếp mà ngày xưa ta cũng từ bỏ ngai vàng tại quốc độ a si rộng 300 dặm và làm đại sự xuất thế. Và vì vậy, Ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát nhập mẫu thai của bà vợ vị tế sư Hoàng gia. Trong ngày sinh ra Ngài, Hoàng hậu cũng sinh một con trai. Vào ngày lễ đặt tên bậc đại sĩ được gọi là Nam Tử Susima và Hoàng Nam được đặt tên Vương Tử Brahma Datta. Vua thấy đôi trẻ cùng sinh ra một ngày nên chuyển đưa Bồ Tát giao cho nhũ mẫu cùng nuôi chung với Vương Tử. Cả hai trẻ lớn lên tươi đẹp như các thiên tử trên trời. Cả hai đều học đủ mọi ngành nghệ thuật ở Takasila và trở về nhà vương tử trở thành phó vương cùng ăn uống sống chung với bồ tát lúc vua cha băng hà hoàng tử lên làm vua ban cho bồ tát mọi vinh hiển và phong chức tế sư hoàng gia một hôm tân vương truyền trang hoàng cả kinh thành rồi được tô điểm rực rỡ như giác ca thiên chủ vua tham dự đám rước quanh kinh thành ngự trên vai vương tượng chẳng khác nào bảo tượng eravana của thiên chủ trong niềm tự hào cùng với bồ tát ngồi phía sau trên lưng voi mẫu hậu nhìn ra từ cửa sổ trông thấy hoàng nam và chợt thấy vị tế sư sau lưng vua khi ngài từ đám rước trở về bà đâm ra si tình ngài liền đi vào hậu cung nghĩ thầm nếu ta không chiếm được chàng ta sẽ chết tại đây vì thế bà bỏ ăn uống và cứ nằm tại đó vua không thấy mẹ liền hỏi thăm khi nghe bà bị bệnh vua đến hỏi thăm và cung kính hỏi bà bị bệnh gì bà không nói vì hổ thẹn vua liền ngự lên ngai truyền tránh cung hoàng hậu đi tìm hiểu xem thái hậu bị bệnh gì hoàng hậu đến vừa hỏi thăm vừa vuốt ve lưng mẫu hậu nữ nhân thường không giấu nhau các chuyện bí mật vì thế chuyện bí mật kia được tiết lộ hoàng hậu liền đi trình vua vua bảo được rồi ái khanh đi an ủi mẫu hậu ta sẽ tôn vị tế sư lên làm vua và mẫu hậu lên làm tránh hậu của ngài. Hoàng hậu liền đến an ủi Thái hậu. Vua truyền mời vị tế sư đến kể lại vấn đề. Này hiền hữu, hãy cứu mạng mẹ ta. Khanh sẽ làm vua và mẹ ta sẽ lên làm tránh hậu. Còn ta sẽ làm phó vương. Vị tế sư đáp, không thể được. Xong cứ bị khẩn cầu mãi. Ngài bằng lòng và vua tôn ngài lên làm vua, mẫu hậu làm chánh hậu và chính mình làm phó vương. Tất cả mọi người đều sống hòa hợp. Song Bồ Tát khô héo dần giữa cuộc sống tại gia. Ngài từ bỏ mọi dục lạc và hướng về đời tu hành. Chẳng còn màng các lạc thú trần gian. Ngài đi đứng nằm ngồi như tù nhân bị giam lỏng hay con gà trống trong lồng son chánh hậu suy nghĩ hoàng thượng tránh mặt ta ngài đi đứng nằm ngồi một mình giờ đây ngài vẫn tươi trẻ còn ta đã già và có tóc bạc giả sử ta kể cho ngài nghe chuyện ngài đã có tóc bạc khiến cho ngài tin chuyện ấy và đến bầu bạn với ta chăng một hôm làm như thể lau đầu vua bà nói hoàng thượng sắp già rồi đấy có sợi tóc bạc trên đầu hoàng thượng hãy nhổ nó ra và đặt vào tay chẫm hoàng hậu nhổ một sợi tóc nhưng lại ném nó đi và đặt vào tay ngài một sợi tóc bạc của bà khi thấy nó nỗi sợ chết khiến mồ hôi đổ ra chảy xuống chán ngài dù vầng trán bóng láng như một phiến vàng, ngài tự nhủ mình, "Này Susima, ngươi đã già cỗi ngay tuổi thanh xuân. Suốt bấy lâu nay, ngươi chìm sâu vào vũng bồn dục lạc, như thể con heo vùng quê lặn lội trong đầm lầy sơ bẩn. Ngươi không thể xa rời bồn nhơ được. Hãy rời bỏ tham dục và sống đời khổ hạnh ở vùng tuyết sơn." nay đã đến thời xuất gia rồi. Cùng với ý tưởng này, Ngài ngâm phần kệ đầu. Một, tóc ta đen nhánh tự ngày xưa, vẫn mọc quanh vầng trán của ta, bạc trắng giờ đây lưu ý nhé, đến thời tu tập giã từ nhà. Như thế, Bồ Tát ca tụng đời tu hành, nhưng Hoàng hậu thấy bà đã làm cho ngài rời bỏ bà, chứ không phải yêu thương bà. Nên lòng sợ hãi, bà muốn cản trở ngài sống đời xuất gia Bằng cách ngâm hai vần kệ, ca tụng dung sắc ngài. 2. Tóc bạc thiếp đây chẳng phải chàng. Từ trên đầu thiếp mới đưa sang. Vì chàng thiếp nói điều hư vọng. Xin lượng thứ cho lỗi thiếp làm ba trông chàng tươi đẹp dáng thanh tân như một cây non trẻ giữa xuân hãy chị nước nhà cười với thiếp đừng tìm việc của tuổi thu đông nhưng bồ tát đáp này hoàng hậu bà đang nói đến những việc phải xảy đến khi tuổi tác chín mùi tóc đen này phải ngã bạc màu như vôi Ta thấy sự biến hoại của xác thân theo năm tháng, đến lúc tuổi lão thành. Từ công nương cho đến mọi người khác, dù có dịu mềm như chàng hoa sen xanh, sáng đẹp như vàng dòng và say sưa với niềm kiêu hãnh về tuổi xuân rực rỡ của mình. Này hoàng hậu, đó là kết thúc đáng sợ của mọi loài hữu tình. Hơn nữa, muốn trình bày chân lý với oai lực của một vị Phật. Ngài ngâm hai vần kệ. 4. Ta thường trông thiếu nữ xuân thì, uyển chuyển như cành là lướt kia, kiêu mạn vì hình dung diễm lệ. Mọi người say ngắm bước chân đi. 5. Cũng chính nàng kia ta ngắm trông trải qua đã tám chín mươi năm run run chân bước tay cầm gậy thân thể còng như ngọn liễu dung trong vần kệ này bậc đại sĩ nêu rõ nỗi khổ đau của dung sắc và giờ đây ngài tuyên bố nỗi bất mãn của ngài với đời tại gia sáu những ý tưởng này ta xét luôn tư duy vẫn đến giữa đêm đơn Đời người thế tục ta không chuộng Đúng lúc tu hành phải bước chân 7. Dục lạc trong đời sống thế nhân Là nơi hèn yếu để nương thân Trí nhân cắt đứt theo đường khác Bỏ dục lạc đầy đủ lực hùng Như vậy, trong khi tuyên bố các lạc thú lẫn khổ đau của tham dục ngài giảng bày chân lý với vẻ kỳ diệu của bậc giác ngộ rồi ngài truyền đi mời thân hữu của ngài đến nhận lại vương quốc ngài từ giã vinh quang và quyền lực giữa tiếng than khóc vang rền của thân bằng quyến thuộc rồi trở thành bậc hiền nhân khổ hạnh ở vùng tuyết sơn và về sau chứng đắc thiền định ngài được tái sinh lên cõi Phạm Thiên. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và đem lại nguồn nước bất tử cho nhiều người. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, chánh hậu là mẫu thân Rahula, vua là Ananda và vua Susima chính là ta.